我觉得呀，我们再多会儿地，稍微再听，没忙啥了吗？Thì trả lời các câu hỏi cho các em thì tiếng Anh đúng là một công ty quốc tế thì tiếng Anh là đòi hỏi số 1. Ngay từ vòng đầu tiên các em làm bài kiểm tra cũng phải bằng tiếng Anh, viết CV cũng phải bằng tiếng Anh. Nhưng em hỏi chị là ở level nào đúng không? Thì chị chia sẻ thật với các em nhá, ở NASA đối với chị nhá, thì chị không quá quan trọng 100% là về phần tiếng Anh. Tức là tiếng Anh của em có thể ở một cái level có thể nói chuyện được với chị, có thể hiểu cái gì chị nói, và sau đấy thì khi bọn em làm trên giấy tờ sổ sách thì bọn em sẽ hiểu được hơn. Vì sinh viên ở trong trường chị cũng không đòi hỏi tất cả các em phải phô phát ở tiếng Anh, phải ví dụ IELTS 7.0 hay 8.0, nhưng mà đúng là cũng có một sự gọi là ưu tiên cho các cái bạn mà có cái bằng cấp tiếng Anh cao hơn. Nhưng mà các bạn có bằng cấp tiếng Anh cao không có nghĩa là sẽ làm việc tốt, bởi vì là có thể tiếng Anh các bạn rất tốt mà cái chuyên ngành của các bạn không ổn. Vì vậy ở NASA như thế này thì chị gọi là cái gì mà nó gọi là sẽ đồng bộ, tức là sẽ có một số bạn mà kinh nghiệm rất là tốt. Ví dụ các bạn làm ở bên ngoài 2-3 năm rồi, bây giờ các bạn vào thì rõ ràng là tiếng Anh các bạn sẽ không bằng so với các bạn mà năm nay mới ra trường. Vì tiếng Anh ra trường các bạn sẽ rất là giỏi hơn, nhưng tại sao chị vẫn tuyển? Bởi vì cái kinh nghiệm của các bạn rất là nhiều. Em hỏi ở level nào thì câu trả lời của chị là tiếng Anh ít nhất là IELTS của em cũng phải có điểm 5.0 trở lên. Còn nếu mà thấp hơn thế nữa thì em phải học, phải cố gắng. Đấy là cái level chị nghĩ là thấp nhất rồi đúng không? Nhưng mà không phải là cứ là tiếng Anh em giỏi thì là em vào. Nên em đừng quá lo lắng về cái vấn đề tiếng Anh đối với cả các công ty, kể cả NASA hay là các công ty kiểm toán kế toán. Ok không? Thời gian trôi rất là nhanh. Bây giờ nếu còn thời gian năm thứ 3 thì cố gắng học tiếng Anh đi. Bởi vì là sang năm đi làm rồi, đi học tiếng Anh khó lắm. Mà lúc đấy là chị chẳng nói gì đâu, nhưng cái bạn ngồi cạnh mình ấy, bạn ấy lên làm senior rồi, mình vẫn làm assistant, tức lắm. Chị ơi, tại sao em mãi cứ làm assistant như thế này, em không lên được senior? Tại vì sao? Tại vì em chưa thể học được với khách hàng, em chưa thể nói được với khách hàng cho người ta hiểu vấn đề đúng không? Thì đấy là cái điểm của các bạn tiếng Anh thôi. Chứ còn vẫn phải cố gắng để học tiếng Anh để có thể lên cao hơn, để có thể làm partner, end user, được chưa? Có bạn nào muốn đặt câu hỏi không ạ? Chị ơi, cho các bạn xin chào một chút, nhưng mà trước buổi hôm nay thì bọn em cũng đã có câu hỏi để đặt cho bên mình rồi, thì các bạn không có sơ tay nhưng mà các bạn cũng đã viết tay cho em. Thì đến với hội trường thăng long ngày hôm nay thì em thấy là chị là một người rất là bình đạt và rất là tự tin, nhưng mà em biết là trước khi để trở thành một con người như ngày hôm nay, chị cũng đã là ngồi trên ghế giảng đường học như bọn em và cũng đã có những cái ngày tháng mà rất là non nớt kinh nghiệm, thì chị có thể chia sẻ cái con đường của chị đến với NASA Việt Nam cũng như là trong công việc chị đã gặp những cái khó khăn và những cái cơ hội như thế nào không ạ? Kể lại câu chuyện đúng không? Tớ sợ lắm, tớ sợ lắm ấy. Tớ sợ kể lại câu chuyện bởi vì ngày xưa tớ khóc nhiều lắm. Khi ra trường tớ làm một công ty quốc tế mà các bạn bè tớ đi làm các công ty Việt Nam thì chẳng có vấn đề, thì nhưng khi tớ làm một công ty quốc tế thì tiếng Anh đối với tớ cực kỳ kinh khủng. Và tất cả các sếp đều nói tiếng Anh hết. Điện thoại nói tiếng Anh hết. Ngày đầu tiên tớ đi làm là ngày 14 tháng 4 năm 1999. Hôm đấy cưới của chị ở văn phòng, sếp bảo là mày ngồi nghe điện thoại đi, còn tao đi đám cưới. Thì có nghĩa là mình phải làm gì, mình làm lễ tân đúng không? Trời ơi, nghe chẳng hiểu người ta nói gì luôn à. Người ta gọi điện đến, người ta để là message cho sếp là ABCD về viết thành NHD. Xong sếp bảo mày spelling chính xác cái tên của cái thằng nào
nói chuyện cao ấy thì chị đã không thể spell được, bởi vì trong quá trình nói chuyện mình sợ, mình không hỏi. Lỗi của em là gì? Lỗi của em là không hỏi. Em hoàn toàn có thể hỏi được là mày spell cái tên của mày ra nào, tao biết lại, ví dụ tên là John thì em có thể biết được đầy đủ đúng không? Nhưng nghe điện thoại em chỉ có thể nhớ được là ví dụ là Sebastian chẳng hạn, em không nhớ một cách chính xác thế nào. Đôi khi sếp chỉ hỏi là mày spell như này ho cho ta, thì lúc đấy chị đã bật khóc lên, mà chị, tức là sau đấy chị bật khóc thì chị thấy là lỗi tại chị không hỏi. Khổ, đấy là cái đầu tiên. Sau đó sếp quyết định gì bên em cho chị 2 tháng một làm lễ tân, chỉ có ngồi nghe điện thoại thôi. Và hôm nay các cái công việc hành chính là đi photo, là đi scan. Ngày đấy đối với bọn chị cách đây 20 năm thì em biết là lần đầu tiên được có cái máy photo, lần đầu tiên là được có cái máy in trong những công ty quốc tế. Nó khác hẳn với những cái gì mà em đã in được bài cái, mà nó rất là xịn và tất cả mọi thứ nó đều khác. Và mình rất là sợ vì hồi đấy mình đâu có nhiều kinh nghiệm đâu, mình sợ lắm. Mình không được như các bạn bây giờ đâu, các bạn bây giờ có Google rồi, các bạn bây giờ có Facebook rồi, các bạn cần gì hỏi cái Google đó luôn. Nhưng xin lỗi, ngày xưa là đó nó không có cái gì cả, thì nó khổ lắm, nó khó. Thành ra là thêm nữa bắt đầu đi chuyển toán thì làm sao thì biết những booking paper ấy không có đủ khả năng để diễn đạt hay nó cái kết quả là cái gì, mình đã thực hiện cái bước gì, mình test và kết quả là mình đã find out được cái gì, không biết được. Thế nhờ người ta vẽ ngày đấy ra không biết thì phải tính đâu, mình phải tính còn ít lắm, phải viết ở trên giấy và cả cái hai giấy giày này. Và cái chị kia nhờ chị chế bạn luôn cái tờ giấy mình vừa viết ra, chị bảo em biết cái gì, em biết cái lớp. Mình đã cố gắng 2 ngày mình mới viết được cái tờ giấy ấy, mà bây giờ sẽ nhờ bảo mình viết cái lớp rồi em biết lại là như thế nào, thế nào vẫn không được. Chị phải chia sẻ thật là chị cầm một đứa chị kiểm toán khách sạn Cano Hotel ở châu Âu 19 tại Hồ ấy, chị đã cầm cái file mà file tài liệu của chị đi vòng quanh công viên với một người bạn của chị, và chị nghĩ là thôi mình bỏ nghề, thôi mình không thể làm được, thứ nhất là không thể làm cái công việc cái nghề vất vả như thế này, thứ hai là cái môi trường quốc tế nó hơi bị khắc nghiệt, mình mệt mỏi lắm. Mình nghĩ là chị bỏ cái sau khoảng 6 tháng hay 2 năm tháng chị làm thì chị nghĩ là chị bỏ. Thế nhưng mà cuối cùng thì cũng cố gắng mỗi ngày là cố gắng thêm một tí nữa thì chị đã thành công, và ít nhất là chị cũng làm được kiểm toán cho đến 9 năm 6 tháng, tức là cái hồi chị làm ra 3 năm rồi. Thế ra em hoàn toàn yên tâm, cái gì khi mình ra trường ấy nó sẽ là mới nhớ, và cái gì mình vất vả thì sẽ là thành công. Nhưng đừng ngại vấp ngã, đừng ngại rơi nước mắt và đừng ngại xấu hổ, thế là được rồi. Dám hỏi, dám làm, không ngần ngại. Có nhiều bạn đi làm rồi nhưng mà chẳng dám hỏi thêm nhiều, tự làm, xong rồi làm sai, lại bị mắng. Đấy, như chị ấy gọi là chị bị mắng, thế rồi chị không hỏi. Và có một cái chị chia sẻ luôn với mọi người, nhưng chị không biết bọn em như nào, nhưng mà chị rất thích nhân viên của chị phải có quan điểm riêng, không được follow cái người đằng trước làm A B C D thì em hoàn toàn có thể đưa ra một cặp chị senior lấy này, hoặc chị cặp chị manager lấy và chị ơi em thấy là cái A B C D thì chị chưa đúng không? Mặc dù mình sinh năm 98 nhưng mình hoàn toàn có thể nói được điều như thế. Tại vì em dựa thôi, biết chưa đúng em phải đọc kỹ lại tài liệu em học đúng không? Có thể các chị chỉ làm theo một cái gì đấy như kiểu các chuyên gia gì mà các chị làm theo đô của một em có học, có đầu tư nghiên cứu, có học, em chia sẻ, có thể em chia sẻ với em là sai, nhưng mà đừng có ngại, chị cứ chia sẻ, thì các em sẽ lớn lên rất là nhanh. Chị dùng từ lớn lên ở đây có nghĩa là các em sẽ trưởng thành rất là nhanh và các em thành đạt rất là sớm. Chứ còn nếu như chị follow người đằng trước bảo là úp nợ cái này có cái kia, thì sẽ một thời gian sẽ rất là mất nhiều thời gian, cũng sẽ đi đến đích nhưng mà sẽ mất rất là lâu. Cố gắng nghiên cứu nhiều thì mình sẽ có những cái ý tưởng của mình riêng và phải có ý kiến riêng của mình nhá. Có bạn nào hỏi được không? Chị ơi, sau khi nghe chị chia sẻ như thế thì tôi nghĩ là tất cả các bạn ở đây và bạn em cũng đã được giải tỏa tâm lý rất là nhiều. Tại vì chính là em khi mà gặp chị là em cảm thấy rất là sợ một người nhân vật rất là tầm cỡ một công ty lớn. Em cũng cảm thấy rất là sợ, nhưng mà khi mà nghe chị nói về những cái vất vả, cái khó khăn như thế thì em thấy là cũng cần vui hơn, tại vì ai cũng sẽ có những cái bước đầu tiên cũng sẽ có những cái vấp ngã và như thế này.
Và vậy thì nói về những cái khó khăn thì trong công việc kế toán chẳng hạn thì em biết là sẽ có nhiều người không gặp vấn đề về chuyên môn đâu mà sẽ gặp những vấn đề khác như là làm việc nhóm, cái kỹ năng mềm. Thì chị có thể chia sẻ những cái khó khăn mà chị đã gặp phải và chị đã vượt qua như thế nào không? Chị nghĩ thì là một người mang ra mệnh danh là người của công chúng. Ví dụ như hôm qua chị đi chơi với team của chị mà chị chơi toàn 96 với 95 thôi. Tại sao là gọi là người công chúng? Bởi vì chị thích chơi với các bạn trẻ và chị thích gần gũi các bạn ý. Khi mà bọn chị chơi với nhau hoặc là chơi những trò chơi mini mini thì dùng như là trẻ con thôi. Nên đối với chị trong cái việc làm việc nhóm cũng khó lắm. Nhưng còn với bản thân em ấy, chị có thể chia sẻ một số bạn của công ty chị. Tức là các bạn thì ít quay ở không chịu khó để open ra để làm việc với các bạn khác. Và phần lớn là các bạn sẽ làm tự làm lấy, tự làm một mình, tự làm lấy những cái file tài liệu hay là tự booking và tự đưa ra những cái opinion ấy. Thì cái điểm thiệt của các bạn đấy sẽ là tự nhiên cảm thấy mất vui thôi. Nhất là như thế, và thứ hai là nếu không làm việc được nhóm thì không thể thành công được. Ví dụ một cái team kiểm toán, chỉ ví dụ một cái team kiểm toán thôi, bắt buộc phải có 3 bạn làm phần này. Có 3 bạn trong một team thôi, chẳng hạn thì bắt buộc bạn này phải làm phần này, bạn kia phải làm phần kia. Nhưng mà các em hình dung trong doanh thu với cả phải thu nữa thì là hai cái hoàn toàn liên quan đến nhau. Nếu mà bây giờ em làm mảng doanh thu mà em không kết nối được với mảng làm mảng phải thu với mảng thì cái phần doanh thu sẽ không thể chất được, nó sẽ không đảm bảo là doanh thu đã đi điện phủ chưa, còn thiếu phải thu của ai không, hoặc là inventory tức là hàng tồn kho với cả chi phí, thì hai cái đấy nó phải liên quan với nhau. Nhưng khi làm việc nhóm thì khi làm trong một team thì em sẽ không được làm cả hai phần đấy, bởi vì hai phần đấy rất là lớn. Phải chia ra là ví dụ là em làm phần inventory bạn này, làm phần chi phí. Nhưng hai bạn mà không có liên được với nhau, không làm được team nhau thì tự nhiên bọn em sẽ hỏng cả cái team đấy. Vì vậy cái kỹ năng để bọn em có được làm việc theo nhóm ấy chính là những buổi sinh hoạt cộng đồng như này này. Chị hy vọng là trường Thăng Long có rất nhiều buổi như này để bọn em kết nối được với nhau, để bọn em làm việc được theo nhóm và bọn em tức là chia sẻ được với nhau nhiều hơn thì các em sẽ thành công nhá. Hôm nay em muốn hỏi lại một chút và người đại diện của CEC và Mansa trên sân khấu để trường đại học Thăng Long có thể gửi gắm của họ. Trước khi chị bước lên sân khấu theo vị trí của diễn giả, chị có giới thiệu với các em một là chị đồng nghiệp của chị. Đây là bạn Lê Dương Thảo, cũng đã là cựu sinh viên của trường Đại học Thăng Long. Và thỉnh thoảng vẫn tin chị là chị ơi cho em về trường Đại học Thăng Long thì bạn đang tiếp tục làm thạc sĩ ở đây. Thì bạn cũng đang là nhân viên của phòng chị. Để Thảo chia sẻ một chút về cái môi trường làm việc ở Mazda để cho các em hình dung nhá. Trong lúc mà chị bước lên trên video, ok không? Xin chào các bạn. Các bạn ở đây thì mình lại nhớ như của 4 năm trước. 4 năm trước thì trường Thăng Long cũng có tổ chức cái buổi hội thảo chia sẻ cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên như này. Và mình cũng là một trong số những bạn ngồi dưới này. Và hồi đấy thì cũng được nghe một chị ở cựu sinh viên trường Thăng Long về chia sẻ nhiều đấy. Thì hồi đấy là mình là sinh viên năm cuối. Thì cái môi trường của Mazda ấy thì khi mà ngày đầu tiên mà mình đi làm thì mình đã được chị Yến lôi đi đi du lịch luôn rồi. Và cái hồi mà vào Mazda thì cái lý do của mình vào đó là cái văn hóa của doanh nghiệp và thứ hai là người sếp. Vì cái khi mà các bạn mới ra trường ấy thì cái người sếp là cái người là dẫn dắt bạn và bạn sẽ học hỏi rất là nhiều từ người sếp của mình. Và cái văn hóa doanh nghiệp cũng là cái môi trường mà để các bạn có thể phát triển khả năng của mình. Và cái môi trường quốc tế thì thực sự nó rất là phù hợp với những bạn sinh viên và mới ra trường. Thế các bạn có thể thể hiện được cái tôi, cái cá tính của mình. Và bên cạnh đấy các bạn cũng được học hỏi
những cái mà để phát triển cái khả năng của mình. Thật ra thì lúc đầu vào Mazda ấy, tiếng Anh thì không phải là quá best, không phải quá tốt đâu. Nhưng mà thực sự là nếu như mình sợ mình không apply ở công ty quốc tế thì cái cơ hội phần trăm mình được vào ấy, thời gian được thì nó sẽ là 0%. Cho nên là mình cứ giải CV thôi. Và cái cơ hội là khi mà mình tự tin, cái attitude mình thể hiện được cho nhà tuyển dụng ấy, thì đấy là cái mà mình nghĩ là các bạn nên tập trung. Còn về kinh nghiệm thì bây giờ mới ra trường thì là vì đã có kinh nghiệm đâu, đúng không? Nên cái quan trọng là cái thái độ của các bạn sẵn sàng học hỏi và tự tin. Đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn.